Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Trung Ô Tô, có địa chỉ là siêu thị Tobica Hà Nội, 26 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và ngày hôm nay bên em mới về thêm một chiếc xe gọi là cũng khá là rất là siêu lướt các bạn nhé. Đó là chiếc Hyundai Santa Fe, bản này là bản phun dầu. Xe thì có được đeo biển tỉnh các bạn nhé, và cái màu trắng rất là đẹp đấy. Các bạn thấy này, xe thì bên em mới về. Đây, em xin phép quay qua về phần thân vỏ cũng như nội thất của xe. Em cũng xin phép quay mộc ạ. Về phần ngoại thất thì sơn rất là đẹp nhá, vì xe tư nhân một chủ, bác chủ xe cũng rất giữ gìn. Các bạn thấy này, bản phun dầu rất đẹp nhá, xe chưa làm gì vẫn còn nguyên này, sơn zin còn 99%, không một vết gì luôn các bác nhé. Các bạn thấy này, không một vết gì luôn. Bản full lên là xe cũng được trang bị bộ mâm khá là lớn, như các bác thấy đây, mâm 19 inch đó, mâm rất là lớn nhá. Rồi tất cả hệ thống như gương gương chiếu hậu cũng gập tự động các bác nhá, khi mình khóa xe gương cũng sẽ tự động gập đó, như các bác thấy. Và bây giờ em đi vào bên trong, phía bên trong nội thất của xe. Nội thất của xe thì rất tuyệt vời rồi, xe cũng có nhớ ghế lái hai vị trí các bác này. Đấy, rồi tất cả cửa kính đều một chạm. Rồi đấy, ghế chỉnh điện nha các bác nhá, ghế lái chỉnh điện này đấy. Đây, xem đi có 2 vạn thôi các bạn. Đấy, màn hình hiển thị thông tin rất là đầy đủ nhá. Rồi xe cũng hệ thống điều hòa tự động đấy. Ghế da thì 2 màu, vì đây là bản full mà. Ghế da 2 màu nhá. Rồi cửa sổ trời toàn cảnh panorama, như các bạn thấy, cửa sổ chơi toàn cảnh nhá, rất là đẹp đúng không ạ? Rất hiện đại, xe trông rất là tuyệt vời. Đó, để em quay phần đằng sau một chút. Đây, như hàng ghế thứ hai như các bác thấy cũng rất là rộng nhá, rất là rộng rãi này. Đấy, bác này xe cũng có cả rèm này, rèm che nắng rất là tiện đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Đấy, như các bác thấy. Đó, rất là rộng rãi nhá, Hyundai Santa Fe. Chiếc này bản này là bản phun dầu. Đó, như các bạn thấy. Phần hàng ghế thứ ba, như phần cốp em cũng đã gập ghế xuống, ghế gập phẳng nha. Đấy, rất là mới, như các bạn thấy này. Ghế thì còn nguyên ni lông, gần như là chưa sử dụng. Xe là chưa sử dụng ghế xong, hàng ghế thứ ba là chưa sử dụng. Như các bạn thấy này, ghế điện. Em quay ở trong mái nhà nó hơi tối chút, các bác cũng thông cảm. Xe rất là tuyệt vời, xe tư nhân một chủ. Và hiện nay trên cái thị trường xe đã qua sử dụng thì chiếc Hyundai Santa Fe bản phun dầu đời 2021 bên em đang chào bán với cái giá là 1 tỷ 280 triệu nhé. Giá cả thì vẫn còn thương lượng ạ. Và quý anh chị nào muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như được cái giá tốt nhất thì xin liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, siêu thị Tobica Hà Nội, 26 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và khi quý anh chị đến với siêu thị Tobica Hà Nội chúng em thì chúng em sẽ cam kết tất cả với quý anh chị về chất lượng nhé. Đó là xe không bị đâm va, ảnh hưởng đến gầm bệ sắt xi hay tháo cẩu máy, bổ máy ngập nước thủy kích nhé. Và giấy tờ an ninh an toàn thì rõ ràng ạ. Ngoài ra bên em cũng hỗ trợ cho quý anh chị là muốn mua xe trả góp lên đến 70% ạ. Mọi thông tin chi tiết xin quý anh chị liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày với nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.